Hello, xin chào các bạn nha. Và đến với chương trình tri ân tất cả các bạn chuẩn bị đạp kênh của Mưa Sương, chuẩn bị đạp 1 triệu subscribe thì mình sẽ xin phép dành tặng các bạn mỗi người 2 nick để tri ân cho những bạn nào vào xem rất là sớm kênh của mình. Và chắc chắn rằng các bạn vào các bạn sẽ đổi được mật khẩu luôn, và 2 nick thì duy nhất được 2 người vào sớm nhất, và các bạn đến thử nhá. Và đầu tiên thì mình sẽ dành tặng các bạn đầu ngày đầu tiên mình sẽ dành tặng các bạn 200.000 và mình sẽ dành tặng các bạn 2 nick nhá. Và trước khi vào mua nick các bạn nên nhớ này, tài khoản 100.000 này chắc chắn ra khoản Garena thông tin trắng và sở hữu từ 20 tưởng trở lên và skin ngẫu nhiên. Nếu không đã đúng thông tin này, cho dù là các bạn là nick tặng hay các bạn có mua thì bây giờ mình tặng các bạn 2 nick này này. Nếu không đúng sự thật thì mình cũng xin đền các bạn gấp 5 lần, là mình sẽ tặng các bạn 500.000 tiếp đấy. Nếu mà không phải nhá, rồi mình sẽ mua đây. Còn các bạn vào check và đổi mật khẩu các bạn nhá, chắc chắn tài khoản thông tin trắng, các bạn vào check và đổi mật khẩu đi ạ. Và mình sẽ đọc nick đi nhá. Tên tài khoản là, rồi mình sẽ copy tên tài khoản lên trên comment nhá để các bạn vào cho dễ nhá. Rồi chúng ta sẽ để một siêu phẩm lừa bố, các bạn đừng quên giới thiệu shop nick để cho toàn thể tất cả các bạn nào cần mua các bạn nhá. Rồi, hello hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Trời ơi, cho mình xin lỗi tất cả các bạn rất nhiều, bởi vì một vị tướng mà nó quá mạnh mà bây giờ mình mới đưa ra cho tất cả các bạn, đó là vị tướng Lữ Bố ạ. Lữ Bố thì có gì mạnh đâu, chào cái vẻ gì mạnh cả những các bạn ơi. Cái mạnh của nó đấy là khi chúng ta mang cái phù hiệu mát tính tất cả các bạn nhé. Mát tính là gì ạ? Nhiều người sẽ không biết mát tính là gì. Phù hiệu mát tính là phù hiệu nó sẽ khi sử dụng chiếu má sẽ được giúp giảm 50% thời gian vô chiếu của các chiếu còn lại. Đấy, thì nó mạnh như nào? Lữ Bố là một vị tướng các bạn đều hiểu rồi, can quét rất tốt. Ở khi mà khi chưa có mát tính phù hiệu thì nó đã can quét tốt thôi. Nhưng này, Lữ Bố bật chiếu ba được hồi thêm một lần chiếu một, được đánh 3 lần nữa và được đánh chiếu 2 nữa thì sức mạnh bá đạo của Lữ Bố nó sẽ như thế nào? Thì mời tất cả các bạn hãy cùng mình hướng dẫn cách chơi Lữ Bố má tính. Và đầu clip mình không quên đang chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Đấy. Trước khi đến clip này cho mình nói quá một chút, cho mình xin lỗi các bạn về cái mic của mình, bởi vì mình đang cố gắng tìm những mua những cái mic để thì ngay làm chất lượng clip đi lên hơn. Nhưng không ngờ chính cái sự dốt nát của mình đã làm những cái clip của mình có những cái tiếng nó rất là kém. Thì bây giờ mình sẽ tạm thời quay lại cái mic phone cũ bình thường. Đấy. Và khi Lữ Bố phá được đến level 4 rồi, đó là cái giai đoạn có thể đi gánh được rất mạnh. Lữ Bố khi còn chưa 4, nó cực chưa bá cực kỳ mạnh luôn. Đấy là một cái phá gánh của mình này, mình sẽ đi vòng lại chứa các bạn này. Các bạn xem nhá, mình sẽ đây chứa bật chưa bá vô nhá, đây này, hấp trúng này, rồi bật chưa bá lên, hồi chưa 2 này, chưa 1 này. Đấy, đâu game Lữ Bố nó quật được 6 lần chưa 1 như thế này thì thằng nào chơi với anh Lữ Bố nữa ạ. Các bạn thấy nó quá mạnh ạ. Đấy, đấy là cái thực sự là Lữ Bố nó quá mạnh, cho nên là lâu nay mình quên làm đi, mình quên bẻ, bởi vì hiện tại mong các bạn thông cảm giúp mình á. Thì một clip Lữ Bố này mình sẽ nói quá một chút với bằng ngọc của Lữ Bố thì mình sẽ tập trung cho nó về đây chảy đâu con sâu chảy đâu đấy, nó quá mạnh ạ. Lữ Bố thì mình sẽ tập trung cho nó là bằng ngọc là tốc độ chảy các bạn nhé, xuyên giáp và cấu vật lý, hoặc các bạn nào cần thì tốc độ đánh. Nhưng mà theo mình nghĩ chắc không cần tốc độ đánh đâu, bởi vì là khi Lữ Bố cầm cái bằng hiệu mã tính phù hiệu mã tính ngay thì hầu như Lữ Bố sẽ đánh bằng chiêu thức các bạn nhé. Đo đánh thương thì hầu như nó sẽ rất ít đấy, cho nên đó điểm qua là bằng ngọc, còn điểm qua biểu đồ thì nó sẽ là phun đám các bạn nhé. Biểu đồ thì các bạn hãy nhìn ở trên màn hình các bạn sẽ thấy rồi. Bây giờ thì mình sẽ tập trung vào khai thác hướng dẫn tất cả các bạn cách chơi với Lữ Bố ạ. Khi tất cả các bạn muốn kích hoạt cái phù hiệu mã tính như thế nào để cho nó thành công và hiệu quả, nhiều bạn cầm phù hiệu mã tính các bạn bay vào các bạn sử dụng chiêu ba luôn thì đó là rất là phéo. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn tại sao nó phéo và lỗi ở chỗ nào, tí nữa mình sẽ nói sao. Nhưng cách combo chuẩn chỉ khi tất cả các bạn sử dụng mã tính sẽ phù hợp với những cái vị tướng không sử dụng chiêu ba vội, chẳng hạn như Nakatot chúng ta sử dụng chiêu 2, chiêu 1 rồi sử dụng chiêu 3 thì đó mới hiệu quả. Thì tương tự với tất cả vị tướng còn lại, nhưng vị tướng không phụ thuộc vào chiêu bá ở giai đoạn đầu thì nó sẽ rất hiệu quả với phù hiệu mã tính này. Chẳng hạn như Lữ Bố, mình sẽ sử dụng cho nó chiêu 1, chiêu 2 đầu tiên, sau đó khi sử dụng hết chiêu 1, chiêu 2 chẳng hạn như phá này nhá, đây phá này nhá, bật chiêu 3 này, bật lên các bạn thấy chưa, mình sẽ hôi ngay lập tức cái bộ combo hấp túng như này thì bố con chẳng nào mà chịu được cái anh Lữ Bố ạ. Mình méo tí được ạ, méo hiểu được, mà mình méo tí được là anh nào thì ôi rồi
Ôi chạy, quả này chạy đến đào hoang về rối bên sơn anh ơi. Đấy, nó quá đổi lắm anh ạ. Nhưng mà mình sẽ phân tích một chút về điểm mạnh và điểm yếu về vị tướng Lữ Bố này. Lữ Bố là một vị tướng hầu như bị Pay Ná khắc chế, hầu như là cứng các bạn nhé. Pay Ná và các vị tướng không chế cứng, nó không chế cứng nhất của Lữ Bố đó là bị dồn sát thương và những vị tướng choáng nhiều. Mình biết khi bật chiêu 3 lên thì Lữ Bố sẽ được kháng hiệu ứng choáng rất là nhiều, nhưng bị choáng tất cả các bạn sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đây là cái pha này, bật chiêu 3 lên. Rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Anh ơi cứu em, anh ơi tím ơi, anh ơi cứu. Ôi xong rồi. Ui anh cứu lên. Các bạn phải hiểu là đây là cái mức đánh cao thủ nhá, cho nên kỹ năng của tất cả các bạn đánh khá là tốt đấy. Cho nên là những cái pha này chết là mình đánh sai rất thương, bởi vì bắt con Nagaroth mã tính cũng rất là khó. Bên kia Nagaroth cũng sử dụng cho combo Nagaroth 5 chiêu thức, cho nên là cũng khá là khó bắt bản đấy. Đấy, đây là phá lùi của mình chứ không sao các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ điểm qua một chút, các bạn cần phải lưu ý khi chơi Lữ Bố mã tính này. Khi chúng ta chơi Lữ Bố mã tính thì bản thân của mình nhá, mình rất muốn lên full đam, bởi vì chúng ta sẽ đánh ở đâu game và giữa game và sẽ kết thúc trận đấu ngay lúc đó. Làm được, Lữ Bố có thể làm được ở trong giai đoạn đầu và giữa game, mình khẳng định như vậy. Khi Lữ Bố lên level 4 thì nó sẽ có hút máu rất là mạnh rồi, cho nên các bạn yên tâm rằng chúng ta có thể làm được điều đấy. Thì mình sẽ lên full đam nhá. Khi mà lên full đam thì Lữ Bố sẽ ngại nhất một vấn đề là team địch có một cái lửa sát thương dồi dào như Violet, như Văn Héo, như Payna hoặc Nagaroth. Chỉ cần mình lao vào bị choáng một cái không phải nắm dềm được thì mình sẽ bị sốc sát thương chết. Thì chúng ta sẽ quan ngại một chút, cân nhắc khi lao vào. Đấy, Nagaroth các bạn nhé. Đấy, ui dồi, cái ông này, ông nắm chiêu, ông bay ghê rồi. Cái pha này các bạn nhé. Rồi, ui không được rồi, cái pha này mình sẽ không tung được rồi. Bay lên, đấy. Mình sẽ, ví dụ bên ngoài tất cả bạn thấy luôn. Các bạn thấy thế nhá. Các bạn đã nhìn ra cái điểm thế đâu chưa? Khi bản thân mình sử dụng chưa một chưa hết, mình đã kích hoạt chưa 3 má tính luôn, chưa 3 để kích hoạt phu hiểu má tính thì nó rất là phí vật ạ. Các bạn thấy điểm yếu của nó rồi đó chứ? Đây bật chưa 3 lên. Khi điểm yếu của phu hiểu này thì tất cả bạn sử dụng không hết chưa 3, à không hết chưa 1 ạ. Các bạn không sử dụng hết 3 lần chưa 1, các bạn vội bật chưa 3 thì hầu như cái phu hiểu má tính này các bạn mang chỉ là cho vui ạ. Nên các bạn hãy cân nhắc cho mình, đây là cái điểm yếu trầm điểm nhất của tất cả các bạn. Khi cầm phù hiệu ma tính này, các bạn cân nhắc, chỉ cần các bạn ghi nhớ cho mình cái điều này: muốn kích hoạt được phù hiệu ma tính, hãy sử dụng hết 3 lần chiêu 1 và 1 lần chiêu 2 thì chúng ta mới được bật chiêu 3. Thì khi bật chiêu 3 rồi, chúng ta sẽ được can quét thêm 2 lần chiêu thức nữa. Thì các bạn phải nói là nó bá đạo là ở chỗ đấy. Rồi, với lại thứ hai là chúng ta phải trước tiên chúng ta chơi vị tướng ra, chúng ta cũng phải phân tích cả. Chẳng hạn như trận đấu này Violet hay tất cả một vị tướng cảnh sang con Payna, mình đều giết được nó. Thì game này ấy, không phải là mình sợ Payna giết mình, mà con Payna là một vị tướng cover cho một vị tướng xạ thủ rất là tốt và tốt bậc nhất lên quân mô bài này luôn. Nên để mà giết một vị tướng cầm tay Payna thì hầu như rất khó, và hầu như chúng ta sẽ bị outplay ngược lại. Cho nên mình nói ở đây chứ chắc game các trận đấu các bạn đã gặp Payna đâu, nhưng mình làm thế này để cho tất cả các bạn quen dần. Khi chúng ta chơi một trận đấu nào đó, chúng ta đều phân tích chúng ta sẽ nhảy vào được ai, sẽ đánh được ai và hạn chế bay vào ai. Đấy, pha này mình sẽ thử nhá. Đấy, đây rồi thử nhá, thử có giết được nhá. Đấy, các bạn thấy toàn ôi rồi toàn cái chưa, cái pha này mình để phéo ạ. Rồi giết được rồi, nó quá đổi nó khó luôn. Và các bạn đều hiểu mình khi pha đâu lại phéo các bạn nhá, phéo khi mình chưa dùng hết chưa 1 ạ. Baby nói chúng là đôi khi hướng dẫn những cách chơi nó đang bị tâm lý rất là nhiều. Đấy là cái lỗi đấy. Bất cả thứ hai, các bạn nếu thấy là mình càng quét qua 3 vị tướng và mình đánh giết được một thằng mà mình bay ra rất là đơn giản ạ. Các bạn nếu thấy là nó bá đạo để nghĩ thế nào ạ. Nếu các bạn cân nhắc cầm Lữ Bố vai trò đi rừng nhé. Theo mình thấy nó đi rừng nó rất là tài cày ạ. Bởi vì đi rừng thì giúp cho một vị tướng nó đạt level nó cao hơn này, nhanh hơn này, đường vang kiểm đã nhanh hơn này. Nhưng đi rừng thì về let game thì sẽ bị khuyết một cái trừng phạt của đi đường. Cho nên các bạn chúng ta có thể so sánh đơn giản thôi. Đấy, cho nên mình khuyên các bạn đến đi rừng hơn đi đường nhé. Đấy, quá mạnh ạ, quá bài chảy ạ. Và tất cả các bạn ơi, mỗi ngày thì kênh Mơ Sướng của chúng ta sẽ có những clip tặng nick
Và những cái nick đấy mình sẽ không cài số điện thoại như ngày xưa để trao cho những người có mật mã khác nữa, mà mình sẽ ưu đãi cho những bạn nào vào xem clip sớm nhất mình dành tặng cho những bạn đấy. Và nick hoàn toàn thông tin trắng, và mỗi lần mình quay đánh đóm ê không được rồi, cái pha này mình hấp tấp quá. Và những cái nick đó là hoàn toàn là thông tin trắng các bạn nhé. Các bạn nào vào xem clip của Lao mưa sướng sớm nhất, các bạn có quyền ra đổi mật khẩu và là nick sở hữu của các bạn luôn. Đấy, mình sẽ quay đánh đóm trực tiếp vào trên web này. Nick ngon hay không ngon đó tùy thuộc các bạn, nhưng chắc chắn là sẽ là trung bình và ngon trở lên thôi, không có nick đều đâu. Đấy, cho nên là các bạn đừng quên rằng nếu các bạn chưa follow fanpage YouTube kênh của mình thì cho mình một nút subscribe kênh các bạn nhá. Đấy, pha này quất luôn, chiến luôn này. Rồi, chiến luôn. Ôi, gặp bay ná các bạn. Ôi trời ơi, gặp anh bay ná thì nay hỏng rồi. Bật thứ ba lên. Ôi, không can được không? Các bạn có thể thấy là bay ná là một vị tướng khắc kỳ cứng của Lữ Bố ạ. Chỉ cần đang một tháng ấm mát, giữ chân Lữ Bố khoảng tầm 5 giây rồi là Lữ Bố phế rồi. Đấy. Và các bạn nên nhớ là bản thân của mình chơi Lữ Bố nó khá là yếu nhá. Mình chơi Lữ Bố khá kém. Nhưng nếu đặt vào trong các bạn thì sao ạ? Các bạn là một trong những người chơi Lữ Bố tốt, cộng thêm những cái kinh nghiệm của bản thân mình nữa, thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra mình biết rồi. Để chuyển các bạn 1-5 là chuyển rất là easy ạ. Với cái phù hiệu mã tỉnh này thì các bạn có thể 1-5 nó khá đồ là easy luôn ạ. Mình bây giờ mà 1-3 mà mình đánh giết được một người ạ, thì các bạn bét Lữ Bố, thì các bạn 1-5 là chuyển quá đi thường. Đấy, cho nên là bản thân của mơ sướng bây giờ thì chỉ còn những cái kinh nghiệm gia cẩn nữa thôi, còn về kỹ năng của bản thân mình thì mình cũng nói thẳng luôn, chưa chắc gần 1 triệu người follow fanpage của mình là hơn được 100 người đâu, mình phải thua hàng trăm nghìn người ở trong cái kênh YouTube của mình. Nhưng đổi lại mình lại có những cái kinh nghiệm gọi là không phải là giỏi hơn ai, những cái kinh nghiệm của mình trải qua những cái trận đấu thua mà mình đã có những cái kinh nghiệm và có mặt ở đây để truyền đạt các bạn những kinh nghiệm đấy. Đấy, cho nên là kênh của Lao bây giờ sẽ chuyển qua gọi là hướng dẫn nghiêm túc, hướng dẫn gọi là triệt để cho mỗi trận đấu, mỗi clip để cho tất cả các bạn nhé. Những các bạn thông cảm sẽ có những cái tình huống hay, những tình huống ấy nữa mà các bạn thông cảm giúp mình nhé. Đấy, bây giờ trong cái khoảng thời gian này mình tập trung vào hướng dẫn các bạn hết những kinh nghiệm của mình. Khi nào kinh nghiệm của mình nói hết thì lúc đó mình sẽ chuyển qua những làm clip thân mỹ vui vẻ đấy cho tất cả các bạn xem giải trí ạ. Rồi, đừng quên để giúp cho Lao một nút subscribe kênh nhá, để đạt một triệu subscribe ạ. Và cái thứ hai này là có bạn bè muốn nick có thể là giới thiệu ủng hộ giúp mình thì nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Và mỗi ngày yên tâm, ngày nào đâu click đều sẽ có một chương trình tặng nick, mỗi ngày sẽ tặng 2 nick. Ôi dồi các bạn thấy chưa, ôi dồi, một bản ạ, một bản là gần đi ạ. Rồi, mình sẽ phám hồi vào một chút các bạn nhé. Và mình sẽ nói lại một chút về cho tất cả bạn Ngọc nhá. Bạn Ngọc Lữ Bố thì nó sẽ không có chúng. Ngay cả bản thân của mình như vậy, trước hay bạn Ngọc của mình là tốt nhất. Nhưng mình sẽ ghép cho bạn Ngọc Lữ Bố yếu tố quan trọng nhất, đó là tốc độ chạy và chiến giáp các bạn nhá. Đây, dùng hết chưa bà nào, bật tiếp nào, can quét nào, rồi. Ôi rồi, chảy đâu con sâu, chảy đâu con đập. Na cái rót này hay quá các bạn. Rồi, mình nghĩ là cái pha này sẽ can quét được tin địch luôn. Quá tuyệt vời. Đi câu luôn anh em ơi. Các bạn có thể thấy là chữ bá của con Lữ Bố nó hôi mắc nhanh ạ. Quá nhanh luôn. Cho nên cái phù hiệu mã tỉnh này là một cái phù hiệu lồi game ấy. Sử dụng những cái vị tưởng hợp nó rất là mạnh. Như na cái rót như Lữ Bố. Hoặc nôm na như con kín rút ạ. Con kín rút mà bà chạy ạ. Rồi nôm na như là những cái vị tưởng nam này ai đi ạ. Cùng bà chạy ạ. Rồi nôm na được rồi, mình sẽ làm những cái tưởng mạnh nữa tất cả các bạn. Các bạn chỉ cần xem clip của mơ sướng, các bạn làm theo, các bạn chắc chắn áo tú mạnh luôn ạ. Không cần biết các bạn chơi hay hay giỏi ạ, chỉ cần các bạn nắm được những cái ấy của Lao thì các bạn sẽ chơi rất tốt. Đây phản này bàn này. Ôi rồi toàn kìa. Ui các bạn có thể thấy con tay ngã nó toàn ảo thế. Let's get away.
Rồi ok, đây một pha lùi game khúc đang có các bạn nhé. Rồi tiếp theo thì bên dưới thì mình sẽ đây sẽ là pha hồi cung này, lên tập trung 50 và sẽ là một pha ăn bắt chiến thắng các bạn nhé. Các bạn đừng quên ủng hộ cho mình giới thiệu giúp mình để shop nick shop bên dưới VN này nhé. Và mình hy vọng tất cả bạn có thể giúp cho mình một nút comment và một mình chắc không cần like đâu, mình không cần like đâu, bởi vì các bạn có cho mình bao nhiêu like đi chăng nữa thì nó sẽ không giúp được gì nhiều và cái đó sẽ làm phiền các bạn. Nhưng mình rất hy vọng các bạn sẽ giúp mình một câu comment. Đây chết luôn pha này này. Rồi tuyệt vời, bật chiều 3 hồi chiều rồi, chết rồi, hay quá. Can quét nha các bác. Đấy rồi, triple kill rồi và clip đến đây mình nghĩ là kết thúc rồi. Và xin chúc tất cả các bạn những gì tuyệt vời nhất. Và các bạn ơi, vui như cật nhé. Mai yêu.